Chào cả nhà ha. Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán ha. Hôm qua cả nhà, tôi đi đánh golf từ sáng sớm 5 giờ mấy đánh tới 2 giờ mới về tới nhà ăn uống rồi xong 4 giờ ha. Đánh cả ngày cũng mệt, xong rồi đập một giấc ngủ tới mười hai giờ đêm thức dậy. À, bây giờ ngồi nói chuyện với các bạn là lúc 1 giờ sáng, giờ giấc thay đổi nhiều ha. Tôi cũng không có xem thị trường hôm qua, lướt ra thôi. Vừa đi đánh rồi ngó một tí. Golf thì ở trong giai đoạn tập luyện các bạn. Tập vợt thôi. Nhiều khi các bạn đầu tư bắt được cái đáy rồi bỏ đi. Nó tốt hơn cái việc mà các bạn ngồi trading bắt được cái đáy rồi bỏ đi rồi thôi kệ mẹ, lời được bao nhiêu đó là lời, quan trọng gì, quan trọng là bắt được cái đáy đó, thế là... hôm trước để tôi xem thôi. Hôm trước các bạn, cái nhóm bất động sản mà nó có 2-3 phiên bị bán mạnh đó, bị chốt lời mạnh đó, thì giờ các bạn đã hiểu ha, các bạn đã hiểu nguyên nhân vì sao, vì lực cái luật đất đai được dời lại năm 20, được dời lại ngày có hiệu lực là ngày 1 tháng 1 năm 2025, tức là một năm nữa, tại vì có 3-4 vấn đề cần phải chỉnh sửa, nên phải chỉnh sửa theo cái hướng nó phù hợp hơn đó, nên là luật đất đai, luật nhà ở gì đó không có được thông qua trong kỳ họp này, nên cái nhóm này nó bị bán đó. Thành ra tôi biết trước cái điều đó, tôi dự đoán được cái điều đó, tôi lên Facebook tôi nói bất động sản hôm nay hẻo rồi đó, là bị bán đó, tôi thấy bị bán mà cái từ nguyên văn tôi nói là bất động sản hôm nay hẻo rồi, là tôi chỉ nói hôm nay thôi còn ngày mai đâu biết đó, xong rồi không, nhưng mà tôi nói rồi tôi không cho bình luận. Hồi chiều hôm qua tôi lên tôi nói chơi một câu trên Facebook ha, cái câu này nó là câu hỏi mà dạng nói chơi thôi, tại trên Facebook không có đăng gì, mà hai ngày không có viết, không có, dạo này tôi đâu có viết bài trên Facebook đâu, không viết bài trên Facebook. Thì 2 ngày rồi không đăng gì, tôi lên tôi hỏi lên thị trường lên 1.800 không anh em đó, tôi hỏi câu đó không, là một cái câu hỏi chơi ha. Tất nhiên ai cũng biết câu hỏi chơi rồi, lên 1.800 những người mà trả lời ví dụ như sẽ lên, nhưng mà thời gian nào không đó. Tôi hỏi em câu hỏi vậy thôi, mà các bạn biết 30+ người vào chửi tôi tự nhiên một câu hỏi vô thưởng vô phạt, câu nói chơi vậy đó, vô chửi tôi tới 100, tôi xóa bớt mấy chục á, tới 150 cái bình luận lên, thì trong đó tôi chặn cũng 40 người hôm qua đấy. Tôi mở cái bình luận ra vậy để tôi chặn chứ không gì hết.
và chửi bậy chặn ha, chặn các bạn, chặn để làm chi? Một người mà vào chửi bậy như thế, người khác đọc ha, người khác đọc nó có gì hay đâu, ngôi nhà riêng mà các bạn vào các bạn chửi làm gì, chửi tất nhiên là bị chặn. Đó các bạn thấy đó nha, có câu à, câu nói chơi thôi, bay vô chửi túi bụi, tôi có tội tình gì đâu chửi các bạn. Đầu tư đầu cơ gì là việc của các bạn, lời ăn lỗ chịu ha, thắng thì ăn lỗ thì ráng chịu ha. Các bạn làm giống như tôi đi, bắt được đáy xong rồi đi đánh golf đi ha, bắt được đáy xong rồi đi chơi đi. Nhiều khi các bạn bắt được cái đáy rồi đi chơi mới thắng lớn á. Cái ngồi ở nhà, cái ngồi xem thị trường, cái nó đạp cái cuốn lên chạy, và cuối cùng các bạn thấy thị trường nó vẫn tích lũy, nó có tạo hai đáy gì nó vẫn tích lũy và nó khá mạnh. Hôm qua là dường như phiên hôm qua đi, hôm phiên hôm qua dường như các bạn thấy là một phiên đảo chiều giảm điểm. Thì hôm qua đó tôi lên trên mạng rồi tôi lướt một vòng đó, không? Dạng như mình bí mật mình xem coi người ta làm cái gì, không? Xem chơi thôi các bạn chứ không có. Thì trong đó đó người ta nói là vùng phân phối đó, thị trường bị phân phối đó. Thì sẵn đây tôi giải thích mà hai hôm trước đó, các bạn thấy có cái làn sóng ở trên mạng người ta nói bị phân phối đó, thị trường giảm xuống đó, là sẽ giảm đó. Thì thành ra cái phiên hôm qua áp lực nó cũng lớn do có cái luồng thông tin như thế. Nhưng mà phân phối hay không? Thì sáng hôm qua tôi có nói với các bạn về thị trường chung rồi, không? Về thị trường chung rồi. Và tôi nghĩ nó là nó cân ở cái mốc là 1100. Tôi nghĩ nó thế, nó cân ở cái mốc đó. Tại vì các bạn thấy cái mốc 1100 này nó xây dựng qua 2 4 6 7 phiên. Xây dựng qua 7 phiên. Và cái chùm khối lượng ở đó nó cũng lớn. Thì nói chung về index trong trường hợp mà như những người kỳ vọng là nó đảo chiều, nó giảm hay là cái vùng phân phối gì đó, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ về cái vùng 1100, sau đó nó thử dòng tiền tại cái điểm đó như thế nào. Nhưng mà rõ ràng cái phiên hôm qua các bạn thấy lúc mà nó dạo xuống thì bán thì cũng không có. Để tôi mở cái biểu đồ 3 phút lên nè. Đó các bạn thấy cái phiên hôm qua đó thì nè ha, nó có một cái đợt bán, rồi cái đợt một cái đợt mua tương ứng, một cái đợt bán, một cái đợt mua tương ứng, một cái đợt bán, một cái đợt mua tương ứng. Và và lúc mà 10:30 á là các bạn thấy nó có một dây bán rất dài. Đó. Dây bán rất dài. Lúc 10:30, cái dây bán đó đó là nó kéo dài đến nó kéo dài đến hết phiên sáng. Thì các bạn thấy đó, cái dây bán này nè, cái dây bán kéo dài hết phiên sáng này nè, thì cái dây bán nó lại khối lượng rất thấp. Đó. Một cái dây bán dài nhưng mà dòng tiền trên cái dây bán đó đó, dòng tiền bán đó là không có lớn. Là không có lớn. Thì nếu như mà cái lực cầu, không? Cái lực cầu mà yếu đi theo cái kiểu từ 10:30 tới 11:30 đó, yếu đi theo cho đến hết phiên chiều,
thì thị trường nó sẽ có xu hướng xấu, bởi vì cái lực cầu chủ động nó thấp và lúc đó thanh khoản nó sẽ thấp lắm. Lúc đó thanh khoản phiên hôm qua thì giỏi lắm nó về 11-12 nghìn tỷ, thì đó là cái tín hiệu không mấy tích cực đâu. Các bạn chờ xem nó cân ở đâu. Nhưng mà các bạn lại quay lại cái phiên chiều, quay lại cái phiên chiều thì nó có một cái dây mua tương ứng. Cái dây mua đó nó đạt được cái sự cân bằng của cái dây bán trước đó, cái bán gian bán cái bán dài trước đó, và sau đó thị trường lại có một cái dây bán và được cân bằng bởi cái dây mua sau đó lại. Tức là cái phiên hôm qua chúng ta thấy cái mua và bán nó rất là cân bằng, về sau thì cái mua nó thắng thế đó. Nhiều khi các bạn nghĩ nó sợ cái chuyện đáo hạn phái sinh rồi vậy đó, nhưng thật ra đó các bạn, thật ra cái phiên hôm qua là khá là cân bằng. Và cái như tôi nói đó, cái dòng tiền hôm qua thì nó khớp lệnh được gần 15.000 tỷ, thì ok, nói chung trong cái giai đoạn này mà nó khớp từ quanh 14-15 ngàn tỷ là rất tốt rồi. Thị trường nó cần một cái tích lũy tốt hơn các bạn đó. Các bạn thấy như vậy là có thể đó, là có thể cái phiên hôm qua nó đánh dấu một cái cột mốc là tích lũy ở cái vùng 1.100 thành công đó, 1.100 thành công. Chỉ cần phiên hôm nay, các bạn thấy phiên hôm nay thứ sáu đúng không, phiên hôm nay giao dịch các bạn thấy đạt được cái giá trị giao dịch tốt và thị trường không có giảm. Đó, như phiên hôm nay đạt được giá trị giao dịch tốt, thị trường không có giảm, thì khả năng qua tuần thị trường sẽ bứt phá. Thị trường sẽ bứt phá bởi vì nó hoàn thành cái việc tích lũy, tức là sao? Những cái gáp chốt lời ấy, nó đã được san bằng. Mọi cái chốt lời nó được san bằng. Nó được san bằng xong rồi mà dòng tiền nó cao thì bắt buộc nó phải đi lên một cái tầng cao mới. Đó là cái hướng của VN Index. Đó, thành ra khi tôi chia sẻ cái năng lực đầu tư với các bạn, tôi luôn luôn hay nói đến các cái tầng giá. Tầng giá có nghĩa là gì? Là một cái vùng mà nó giao dịch nhiều, nó tích lũy ở đó là tầng giá. Và giá cổ phiếu nó hay đi theo tầng giá. Nó lớn, gần như luôn luôn nó đi theo tầng giá. Trừ một cổ phiếu, vài cổ phiếu nó đặc biệt thôi. Các bạn chờ tôi chút. Thì khi mà nó hoàn thành cái vòng tích lũy này, nó sẽ lên một cái mức cao mới. Và đối với các bạn có một lượng cổ phiếu nhất định, thì khi nó hoàn thành cái vòng tích lũy thì các bạn thấy được nó có cái chiều hướng nó break, nó đi lên, thì các bạn gia tăng thêm cổ phiếu nếu muốn, còn không các bạn cứ giữ cái cũ thôi đó. Rồi, đối với cái những cái tầng giá là nó rất quan trọng. Cổ phiếu nó luôn luôn đi theo từng cái tầng giá. Thành ra nó xây dựng một tầng giá thì các bạn trong quá trình nó xây dựng một cái tầng giá thì các bạn xem cái giao dịch đó hàng ngày, các bạn sẽ thấy có một số phiên, có những phiên là nó bán mạnh, nó làm cho tâm lý các bạn cuốn theo và các bạn bán cổ phiếu đi, hoặc là nó có cái xu hướng nó mạnh lên mà nó đang trong cái vòng nó tìm cái điểm cân bằng, các bạn lại mua cổ phiếu và dẫn đến các bạn sai sót.
Nên thành ra tôi mới nói bắt bắt đây xong bỏ đi chơi là cái việc đó đó, là các bạn thoát được những cái tầng giá này. Bởi vì các bạn lúc này các bạn không quan tâm thị trường nữa. À, những cái người mà bắt được đáy này sau đó người ta không xem thị trường nữa, là họ nghĩ đơn giản như này nè, là bắt được đáy rồi lời nhiều ăn nhiều, cái điều đó không quan trọng, cái phần còn lại không quan trọng, lời nhiều ăn nhiều, số các bạn ăn được nhiều các bạn ăn đó, thế thôi, chứ nó không có cái gì đó là xa xôi, đúng không? Rồi thì thành ra bởi ra nó cái tầng giá là nó quan trọng cái chỗ đó. Thì tại cái điểm cân bằng này nè, bây giờ nó là 1120, tại cái điểm cân bằng này, từ đó chúng ta xét cái yếu tố kỳ vọng. Chúng ta xét cái yếu tố kỳ vọng. Bây giờ những cái yếu tố kỳ vọng đó thì có cái gì, và những có những cái trọng yếu nào xấu đó. Những cái trọng yếu xấu đó hiện bây giờ đó là không có ha. Không có cái trọng yếu nào xấu. Nếu là cái xấu trong cái đợt giảm vừa rồi là cái gì? Tức là trong cái đợt giảm vừa rồi mà từ 1260 mà xuống 1030 đó, thì các bạn thấy cái đợt giảm vừa rồi về sau các bạn sẽ thấy cái hiện tượng hầu hết những người phân tích nói về tỷ giá, nói về DXY, và có cái sự kiện Vinhome đó. Và đó là ví dụ như ngân hàng nhà nước sau đó có một cái quá trình phát hành tín phiếu, và đối với một số phiên bán đô la kỳ hạn ra nữa, thì cái điều đó là tôi nói đó là một cái mặt về ảnh hưởng tâm lý. Tức là sao? Tức là cái sự kiện đó nó ảnh hưởng tâm lý, chứ nó chưa thành bản chất. Vì sao nó là hiện tượng tâm lý chứ nó chưa thành bản chất? Bởi vì nó chưa tác động sâu rộng đến nền kinh tế hay đến thị trường chứng khoán, mà là thị trường chứng khoán nó đi trước, nó phản ánh cái tâm lý đó vào. Thì đương nhiên cho dù tâm lý hay không tâm lý, đối với cái quy tắc đầu tư là nó khác ha. Ở đây mình nói cái hiện tượng thôi. Cái hiện tượng nó tâm lý, nó mang tính chất tâm lý, chứ nó chưa mang cái tính chất trọng yếu mà phản ánh cái độ xấu nó thực chất. Thì điều đó nó chứng minh bằng cái gì? Thị trường nó hồi phục hình chữ V. Ngay cả cái sự kiện Vinhome thì nước sông không phạm nước giếng, đúng không? Ai làm nấy chịu thôi, chứ mắc mớ gì. Các bạn đầu tư một cổ phiếu khác nó giảm mạnh trong cái đợt sự kiện Vinhome, mà trong khi nó chả liên quan gì tới Vinhome. Đó. Mà hơn nữa cái sự kiện Vinhome là có hiện tượng trên thị trường, có hiện tượng copy một mẫu tin nhắn và gửi đi khắp thị trường. Đó. Cái hiện tượng như thế là vừa nói chung có chủ đích gì đó thì cái chuyện đó thì để cơ quan nhà nước xử lý đó. Nhưng mà mình nói ở đây là gì đó như thế đánh động một cái tâm lý cho thị trường giảm. Thì từ đây các bạn thấy thị trường chứng khoán không hề đơn giản. Không hề đơn giản tí nào. Và cái giảm chưa do bản chất thì nó sẽ hồi phục lại. Thì tại cái điểm 1120 này nè, các bạn sẽ xét thấy những cái sự kiện trọng yếu nào xấu đối với nền kinh tế, đối với thị trường chứng khoán, hay là đối với cái dòng tâm lý thì không còn. Cái những cái điều kiện mà nó tốt, đúng không? Những cái điều kiện kỳ vọng thì nó có. Các bạn thấy đó, ngân hàng nhà nước trong 5 phiên liên tiếp không có phát hành tín phiếu để hút tiền về, trong khi đó trả lại thị trường 100 mấy chục ngàn tỷ. Thì cái lượng mà tín phiếu ngân hàng nhà nước đang nắm về đang phát hành ra đó,
thì là nó còn có hơn 100.000 tỷ đó. Mà trong những phiên tiếp theo là liên tục nó đáo hạn, nó đáo hạn nó lại trả tiền về thị trường đó. Như vậy hôm bữa các bạn nghĩ thị trường nó giảm do ngân hàng nhà nước phát hành tín phiếu là một cái thành tố thúc đẩy nó giảm, đúng không? Thì bây giờ cái này nó lại đảo chiều, tiền lại được bơm ra thị trường liên tục thông qua cái việc đáo hạn tín phiếu đó. Và trong những phiên tới nó đáo hạn riết rồi nó rồi. Cái thứ hai là vì nó đáo hạn tín phiếu như thế thì lãi suất trên liên ngân hàng giảm mạnh. Tại sao cái lãi suất trên liên ngân hàng giảm mạnh? Nó tạo ra cái chênh lệch lớn mà ngân hàng nhà nước vẫn không hút về để kiềm đô la, là tại vì giá đô la giảm mạnh đó các bạn thấy. Và cũng có thể hiểu rằng ngân hàng nhà nước nhìn thấy cái việc cái lãi suất đồng đô la nó đạt đỉnh trong thời gian này chỉ còn một tháng nữa thôi, chúng ta sẽ đủ dữ liệu để chúng ta kiểm chứng cái điều đó không? Thì ngân hàng nhà nước nhìn thấy cái này nên sẽ chờ những cái động thái tiếp theo thì mới có thể hút tín phiếu hay không đó, phát hành tín phiếu ra hay không. Cái đó là cái điều thứ nhất ha. Cái điều thứ hai, trong thời kỳ mà nếu lãi suất nó đạt được đỉnh và nó đi xuống thì nó hỗ trợ cho cái việc tỷ giá của chúng ta ổn định. Thứ nhất là cái tỷ giá chúng ta ổn định, thứ hai là nền kinh tế nó đi lên và duy trì, cái đặc biệt nhất, duy trì được lạm phát nó tương đối thấp và lãi suất nó thấp. Để mà đạt được cái mục đích mà tỷ giá ổn định, không, lạm phát thấp, lãi suất rất thấp, thì cái này ấy là cái trường hợp mơ ước của rất nhiều nước. Mà nếu như cái lãi suất của Mỹ nó đạt đỉnh, nó đảo chiều thì cái ba cái chỉ tiêu này, không, lãi suất, tỷ giá và lạm phát, ba cái này rất dễ dàng đạt được trong năm 2024. Trong năm 2024. Như vậy trên thị trường ngân hàng nó có cái hiện tượng nó dư thừa tiền thì nó kéo giảm cái lãi suất tiền gửi xuống. Và các bạn để ý đi, các bạn sẽ đặc biệt thấy là trong kỳ tháng 10, tháng 11, tháng 12, trong 3 tháng này là lãi suất tiền cao gần như là nó về hết, nó đáo hạn trở lại. Thì nó đáo hạn thì tiền gửi nó tự động nó nhạy hạn hoặc người ta gửi lại, thì các bạn sẽ thấy cái người gửi tiền người ta mất đi một cái số lượng phần trăm rất lớn. Ví dụ như gửi 7,5, 8, 8,5, thậm chí 9%, bây giờ quay về là 5-6% thôi đó. Và người ta mất đi 2-3% đó, mà 2-3% của hàng triệu tỷ. Như thế thì bọn ngân hàng lại quá thơm, không? Quá thơm. Nó đáo hạn như thế thì lãi suất nó thấp, thì cái chi phí vốn của họ trong quý 1, quý 2 tới nó lại giảm. Nó lại giảm mạnh. Chúng ta hiểu cái điều đó. Cái điều này nó quan trọng, nó hỗ trợ cho nền kinh tế. Thành ra cái điều kỳ vọng về lạm phát nè, tỷ giá, và đặc biệt bây giờ là các bạn nhìn thấy hai cái yếu tố tỷ giá và lãi suất nó đang tỷ lá này nó đang đi xuống và lãi suất nó đang rất thấp, là cái điều kiện rất thuận lợi cho nền kinh tế. Và cái đó nó ảnh hưởng tâm lý đến nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán rất lớn. Thì thành ra đó là có một cái kỳ vọng, và cái kỳ vọng đó chúng ta dễ dàng chúng ta nhìn thấy thị trường chứng khoán nó chỉ tích lũy, nó chỉ đạt cân bằng ở đâu đó thôi. Và ví dụ như tôi nói là nó đạt cân bằng ở cái mốc 1100 đó. Các bạn thấy tại cái mốc dưới 1100 này là nó xảy ra cái hiện tượng Vinhome đó, nó mới đạp xuống dưới. Chứ còn nếu không có hiện tượng Vinhome thì thị trường chỉ về 1080 thôi đó, các bạn thấy điều đó.
Đó. Cái yếu tố thứ hai là dòng tiền trên thị trường. Đó. Các bạn sẽ thấy cái dòng tiền nó hoạt động trên thị trường chứng khoán nó có dấu hiệu gia tăng và nó có dấu hiệu duy trì. Những cái phiên tới, giống như hôm trước mình nói, những cái phiên tới, cái dòng tiền nó rất là quan trọng. Và chúng ta sẽ thấy dòng tiền nó sẽ duy trì như thế nào trong những cái phiên tới là cực kỳ quan trọng. Nếu như dòng tiền duy trì tốt, chắc chắn bên này đã sẽ tiếp tục đi lên, tại vì nó đạt được cái điểm cân bằng. Đó. Còn dòng tiền mà quá yếu thì thôi chịu rồi ha, thua đâu hai. Dòng tiền mạnh hơn thì nó sẽ lên mạnh. Ngoài ra các bạn thấy cái lạm phát lõi của Mỹ nó xuống thấp hơn kỳ vọng rất nhiều, và cái lợi suất ngắn hạn, dài hạn, lợi suất ở Mỹ nó đang giảm mạnh, cái đồng đô la nó có dấu hiệu nó suy yếu, và các bạn thấy cái DXY nó về 104, và cũng không loại trừ khả năng nó tháng 12 này phải tăng lại, không tăng lãi suất nữa, thì cái DXY này có thể nó sẽ giảm, nó sẽ tiếp tục giảm, và cũng không loại trừ nó về đâu quanh vừa vùng 100 chẳng hạn. Thì như thế là các bạn thấy thị trường chứng khoán hưởng lợi rất lớn từ cái yếu tố tâm lý này. Đó, chúng ta hiểu như thế. Còn đầu tư đầu cơ là một cái bộ quy tắc nó riêng nữa. Đó. Nên thị trường bây giờ các bạn nhìn, các bạn thấy có cái yếu tố gì trọng yếu mà nó thúc đẩy thị trường giảm mạnh không? Không có. Không có. Nếu có chạy thôi. Đơn giản đó. Nếu có chạy thôi. Không. Không. Ngay cả các bạn thấy cái độ chênh lệch lãi suất rất lớn, nhưng mà ngân hàng nhà nước cũng không phát hành tín phiếu, đó là vì đồng đô la giảm. Đồng đô la giảm. Mà nếu mà lãi suất của Mỹ đạt đỉnh đi xuống thì ngân hàng nhà nước rất thuận lợi trong cái việc điều hành. Tôi nói với các bạn, tôi không phải tôi khen ngân hàng nhà nước đâu, mà tôi thấy từ khi mà tái cấu trúc ngành ngân hàng xong, lãnh đạo ngân hàng nhà nước trong 7-8 năm qua, trong 7-8 năm vừa qua, điều hành chính sách tiền tệ cực kỳ linh hoạt và cực kỳ đúng đắn, cực kỳ thực chất. Các bạn để ý ngày xưa chúng ta bị cái tình trạng là tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát cực cao, tăng trưởng tín dụng cực nóng, bơm tiền rất là lớn. Chứ còn chục năm trở lại đây là các bạn thấy đó, gần chục năm trở đây các bạn lại thấy đó. Lạm phát thấp, lãi suất thấp, tăng trưởng tín dụng vừa phải, tỷ giá không phải tăng đột biến lắm, đó, tỷ giá nó bình bình nhiều năm rồi. Đó, thành ra tôi nghĩ trong thời gian vừa qua ngân hàng nhà nước điều hành chính sách cực kỳ chính xác, và không có dẫn đến một cái cơn sốt ngoại tệ nào giống như xưa. Đó, như vậy là ngân hàng nhà nước điều hành rất là thành công. Các bạn hiểu cái điều đó. Có thể những cái phiên như thế này là nó hoàn thành cái vùng tích lũy, không? Dòng tiền nó duy trì nó đi lên là cũng rất là dễ hiểu, không? Rất là dễ hiểu đó, nhìn chung là thị trường như thế. Còn đối với cổ phiếu đó, các bạn, nó phải có dòng tiền.
nó phải có dòng tiền. Và trên biểu đồ và nên đáp các bạn thấy cái vùng dòng tiền nó đang đi lên. À, cái vùng dòng tiền nó đang đi lên nè. Nó đang đi lên. Và nó chỉ cần duy trì hoặc nó đi lên nữa thì thị trường sẽ tăng mạnh. Tăng mạnh. Và thị trường như thế này thì nó hoàn toàn nó có thể hồi phục về cái mức 1.200 chẳng hạn, hay 1.000, trước mắt là nó về 1.150 để nó tài xây cái vùng tích lũy nào đó, và nó về cái vùng 1.200 cũng bình thường, với cái định giá về VN Index nó về cái vùng 1.200 cũng rất bình thường, không vấn đề gì. Rồi ha các bạn, chương trình cà phê sáng nay tới đây thôi. Rồi chúc các bạn đầu tư thành công ha. Các bạn nhớ like không, rồi bình luận lịch sự các bạn. Cảm ơn các bạn.